Xin chào quý vị và các bạn đã quay lại trở lại với kênh YouTuber của Trung tâm Học hành Điện tử Thái Bình ạ. Video ngày hôm nay thì mình sẽ nói chuyện và muốn các bạn hiểu biết về cái ổ điện. Tại sao ngoài thị trường bây giờ nó có hai loại ổ điện, một cái loại ổ điện 3 chạc và một loại ổ điện chỉ có hai chấu cắm nguồn này vào thôi. Thì thông thường ở Việt Nam mình thì sử dụng nguồn điện 220V. Chính vì vậy mà khi mà điện áp bị dò dỉ ra ngoài thì sẽ rất nguy hiểm khi mà điện áp nó giật các bạn. Hôm nay mình sẽ lấy một cái ví dụ một cái cây máy tính như thế này. Vâng. Và cái chấu nguồn này của nó là điện 203 chấu đúng không ạ? Và dùng điện 220V. Thông thường mà nó không thông thường khi mà mình cắm nguồn vào. Mình cắm nguồn điện vào. Đúng không ạ? Và chưa cần bật máy tính lên và chế độ chờ như thế này thì cái mức điện áp dò dỉ ra ngoài của cây máy tính, rất là nhiều bạn phản hồi với mình bằng sờ vào cây máy tính nó giật. Thì hôm nay mình sẽ đo thử điện áp cho các bạn biết. Mình sẽ cắm một cái nguồn điện, mình sẽ cắm một cái nguồn điện vào một cái cực. Các bạn có nhìn rõ không ạ? Đây ạ, mình sẽ cắm một nguồn điện vào một cái ổ điện, đúng không ạ? Điện 220V. Và mình sẽ đo nguồn điện ở trên bất kỳ trên máy tính các bạn này. Đấy, điện AC nó gần 40V, đúng không ạ? Và mình đo bên đây xem nào. Đây. AC. Đo sườn máy các bạn này. Và ốc nhá. Đấy. Đây các bạn rất là cao đấy ạ. 139V AC, đúng không ạ? Vì vậy mà khi mà các bạn mà chẳng may mà tay của các bạn bị có nước mà các bạn đi chân đất, các bạn sờ cây máy tính này, chắc chắn là điện sẽ giật. Vì sao nó lại sinh ra cái ổ điện 3 chạc như thế này, 3 chấu như thế này? Thì bây giờ mình sẽ mở cái cục nguồn này ra, mình sẽ phân tích cho các bạn. Đây các bạn nhìn hộ mình ạ. Các bạn nhìn xa thì các bạn có thấy được không ạ? Đây mình sẽ để cái máy quay gần một chút. Thì trong cái ổ điện này các bạn nhé, thì lúc nào nó cũng có dây, một là dây nửa này, đấy, hai là dây mát này, và chính là cái dây giữa này là dây tiếp địa. Dây tiếp địa là tiếp địa vào cái sườn máy này. Thì nguyên tắc của một số tiêu chuẩn của một số nước châu Âu người ta dùng ấy, thì cái rắc số 3, cái rắc to này, ngoài dây nửa, dây nóng, dây lạnh này, gọi là dây nửa, dây mát đấy. Đấy. Dây nửa này. Đấy. Dây mát người ta ghi rõ đây thì nó sẽ có một cái dây tiếp địa như thế này. Là cái dây này, cái đầu này người ta sẽ nối xuống đất. Khi mà người ta đã nối xuống đất rồi thì các bạn sờ vào cây máy tính này. Thì chắc chắn nó sẽ không bao giờ nó bị giật các bạn. Không bao giờ bị giật. Bởi vì cái điện áp mà nó mát ra ngoài, cái này là mát sườn ra ngoài nhá, thì nó tiêu thụ, nó sẽ xả hết xuống cái nguồn điện xuống đất. Vì vậy mà các bạn sờ vào sẽ không bị giật. Đấy. Ở Việt Nam mình thì các bạn là người dân dùng, các bạn không bao giờ các bạn để ý cái nguồn, cái rắc này dùng để làm gì, và thông thường các bạn sẽ dùng kìm các bạn bẻ đi, các bạn loại bỏ đi. Nhưng mà khi mà thiết kế nhà thì các bạn sẽ không thể biết được. Cái thiết bị này vô cùng quan trọng với gia đình nhà bạn. Thứ nhất, tiếp địa dùng cho những cái sản phẩm nào, sản phẩm mà gần nước hay gần nước, bởi vì nước là dẫn điện rất là tốt. Vì vậy mà chỉ cần các bạn tác động vào nước có nguồn điện thì chắc chắn là các bạn sẽ bị điện giật ngay. Và những thiết bị nhà các bạn hay tiếp xúc với nước nhất là gì? Máy giặt, tủ lạnh, bình nóng lạnh, lò vi sóng và những thiết bị điện tử này. Vì vậy mà trong quá trình các bạn thiết kế thì các bạn nên thiết kế cho mình. Thứ nhất, cái dây tiếp điện này nối với một cái cột chống sét và sẽ được cắm xuống đất để khi mà cái nguồn điện như máy giặt của các bạn tiếp xúc với nước rất là nhiều, nó dò điện ra ngoài thì nó sẽ truyền xuống đất. Vì vậy mà các bạn sờ vào vỏ máy giặt, sờ vào máy vi tính này chắc chắn nó không bị giật.
đấy là cái ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cái ổ điện này, có nghĩa các bạn. Còn trường hợp nhà các bạn chỉ sử dụng cái ổ điện hai chấu như thế này thôi, thì những sản phẩm điện tử nhà các bạn thì các bạn nên đấu một cái sợi dây điện. Các bạn đấu một cái sợi dây điện vào cái mắt sườn của cái thiết bị dẫn điện này như đây này, và các bạn cắm xuống đất hộ mình, cắm xuống đất hộ mình nha. Các bạn sẽ đấu vào một cái nguồn điện vào một cái mát sườn như này và các bạn cắm xuống điện xuống đất hộ mình. Mà chẳng may trong quá trình sử dụng nó bị dò điện ra ngoài thì nó sẽ truyền xuống đất và các bạn sẽ không bị giật. Đấy. Thì video ngày hôm nay thì mình lại nói về cái vấn đề cái ổ cắm ba chạc này nó có tác dụng gì và tại sao nó lại sinh ra ổ cắm ba chạc. Tất cả các nhà thiết kế ở bên nước ngoài người ta đều thiết kế những cái ổ cắm ba chạc như thế này. Và bởi vì sao? Bởi vì nó có nhiệm vụ thứ nhất chống sét, thứ hai là chống dò nhiễm điện ảnh hưởng đến con người bị điện giật này, chống dò điện từ thiết bị vệ sinh mà có dẫn điện đi kẽm nó với sóng nha các bạn. Cái bình nóng lạnh như các bạn rất hay bị dò điện, và nếu các bạn không tiếp đất, không có một cái ổ điện, không có một cái thiết bị tiếp mát ra từ sườn máy xuống đất thì rất dễ bị điện giật và nhiều lúc là nguy hiểm chết người các bạn nhé. Vậy hôm nay mình sẽ nói qua về vấn đề về cái ổ điện là ba chân như này và cái tác dụng của nó, ý nghĩa của nó là gì. Các bạn xem đây ạ. Đây là mình lấy một cái ví dụ ở trên một cái bộ cây máy tính, một cái cây máy tính nó có cái tiếp điện ra sườn này. Khi mà đã có tiếp điện ra sườn ra đây rồi nhưng mà cái ổ điện của các bạn không có tiếp điện xuống đất thì đương nhiên là sờ máy tính nó sẽ giật. Vì vậy mà nhà bạn nào mà sử dụng máy tính, sử dụng điều hòa, sử dụng máy tủ lạnh này, máy giặt này, bình nóng lạnh thì các bạn nên đấu cho hộ mình một cái sợi dây điện vào sườn máy bằng kim loại như này, xuống đất hộ mình để tránh cái trường hợp bị điện giật rất nguy hiểm các bạn nhé. Đấy, tất cả những cái thiết bị như bình nóng lạnh này, tủ lạnh, máy giặt đều có cái lớp sơn tĩnh điện ấy, như trong quá trình sử dụng lâu ngày nó bị oxy hóa như thế này. Các bạn sờ vào đây không sao, cái chỗ này thì không sao, nhưng các bạn sờ vào những chỗ han gỉ như này thì chắc chắn là sẽ bị giật ngay lập tức các bạn nhé. Đấy, thì video ngày hôm nay thì mình muốn giải thích cho các bạn về cái vấn đề về cái ổ điện ba đầu này và cái ổ điện hai đầu, ý nghĩa của nó làm sao để làm nhiệm vụ gì. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.